Xin chào mọi người. Clip ngày hôm nay tôi xin phép làm về những cái dịch vụ trực tuyến, website anh chị được truy cập và được xem nhiều nhất thế giới và được sử dụng nhiều nhất thế giới luôn. Cái clip này tôi lấy từ cái bài báo này tôi lấy từ Visual Capitalist anh chị. Ở đây chúng ta có thể xem nha. Nói chung là nó đã thay đổi như thế nào. Đây, trong vòng 30 năm qua, chúng ta thấy là lúc đầu anh chị, từ năm 1993, anh chị ví dụ như là America Online anh chị, chúng ta thấy là đứng đầu. Nhưng mà bây giờ những cái đó anh chị bây giờ đã biến mất luôn rồi. Đó, Yahoo đi lên, anh chị nhìn thấy không ạ? Yahoo lên. Netscape anh chị là cái phần mềm, cái phần duyệt web á anh chị, rất là nổi tiếng anh chị nè. Hồi xưa sử dụng Internet Explorer á, thì chúng ta sẽ biết là Netscape. Nhưng mà rồi gốc tuột anh chị nó cũng đã trở thành quá khứ rồi. Cái thời của tôi á, hồi xưa tôi cũng thích thằng này lắm, Netscape. Nhưng mà rồi cũng lên dĩa luôn rồi. America Online lúc này vẫn đứng nhất nha, tới năm 1996 nè. Đó. Yahoo anh chị vẫn đứng thứ nhì, lúc đó có một giai đoạn nó cũng hơi chậm xíu nhưng mà sau đó bắt đầu chạy với tốc độ nhanh hơn. MSN anh chị, cái trang này tôi nghĩ chắc anh chị biết, đúng mà nó có nhiều cái thứ hình truyền hình vân vân nữa. BBC cũng lọt vô đây luôn nè. Amazon lúc đó vẫn còn khá trùi ha, nhưng mà nói chung là bắt đầu lên hạng anh chị. Nên anh chị thấy Amazon hiện nay anh chị đã giúp cho Jeff Bezos trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Còn Netscape anh chị thấy là vô tới năm 1999 là lọt ra khỏi top 10 rồi. Là eBay anh chị thấy là bắt đầu là đi lên nè. Amazon đã vô trong top 5 rồi. eBay lên quá trời luôn. BBC mà còn vô trong top này nữa. Anh chị thấy là Yahoo anh chị chạy ngày càng nhanh, đù lên thứ nhì luôn rồi, rồi vượt đứng thứ nhất luôn anh chị. Yahoo cũng là một thời để nhớ ha. eBay vô được đứng thứ tư anh chị. BBC đứng thứ năm luôn. Google bây giờ mới bắt đầu vô, anh chị tới năm 2001 mới tới Google nha, mới vô top 10. Chỉ trong vòng 1 năm thôi anh chị mà họ đã vô top 5 rồi. Chỉ trong vòng 1 năm thôi Google vô top 5. Khiếp thiệt, đẩy mấy thằng kia hả xuống hết. Vô top 3 rồi, sau 2 năm là vô top 3 thế giới luôn rồi. America Online anh chị một thời để nhớ, nhưng mà rồi gốt tuột tới năm 2003 anh chị là đã mất vị trí thứ 3 về cho tay Google. MSN vẫn đứng thứ MSN vẫn đứng thứ nhì. Yahoo mạnh quá ha. Yahoo, nhưng mà Google chạy rất nhanh nha, lượt truy cập lên tới tạ tỷ rồi. Tới năm 2004 là họ đã lên tới tạ tỷ rồi, 2003 chứ. Cuối năm 2004 và đầu năm 2005 thì Google lên đứng thứ nhì thế giới. Tới năm 2006 đứng thứ nhì, cuối năm 2006 anh chị đứng thứ nhất luôn. Yahoo lùi xuống luôn. Mà tới đó năm 2006 nha, toàn chúng ta đang ở năm 2020 nha. Rồi chúng ta thấy là có YouTube rồi, lên hạng lia lịa luôn anh chị.
Tới năm 2008 là họ vô đứng thứ 5 rồi. Facebook vô là nhanh nhất nha anh chị. Facebook vô đứng thứ 10 không rồi hả? Chạy chỉ trong vòng 1 năm thôi, chạy như điện luôn, đứng thứ 3 luôn. Facebook cho anh chị lưu ý nha, thành lập năm 2006 nha anh chị, thành lập năm 2006. Mất 1 năm là vô top 10 rồi. Mất thêm 1 năm nữa vô top 3 luôn. Yahoo tới thời điểm lên vượt qua Google. Bị Google chiếm mất rồi sau đó là chiếm lại. Nhưng Google anh chị sau 1 năm anh chị vẫn chạy rất nhanh. Tới năm 2010 anh chị thì Google đã lấy lại được vị trí thứ nhất của mình. Còn Facebook với lại YouTube so trè hai cái vị trí thứ 3 và thứ 4 liên tiếp đổi chỗ nhau. Amazon anh chị cũng đã lên vô lại top 5 rồi. Walmart vô trong top 10. America là online đó anh chị. Tới năm 2012 là đã về đứng thứ 10, chuẩn bị rớt top luôn rồi. Facebook và YouTube khi thời điểm đó là bắt đầu chuyển vị trí, là cứ thay đổi vị trí thứ nhì với vị trí thứ ba. Wikipedia đó anh chị cũng đã chính thức lọt top. Còn America Online anh chị nhất thì trong quá khứ đã văng mẹ nó ra khỏi 10 hàng được truy cập và được xem anh chị sử dụng nhiều nhất thế giới luôn rồi. Yahoo anh chị một thời để nhớ luôn, bây giờ hả tới năm 2014 đã đi xuống đứng thứ 4 rồi, chắc chuẩn bị lọt ra khỏi top 10 luôn quá. Wikipedia tăng quá trời ha. Twitter cũng tăng nhưng mà nói chung yếu hơn. Instagram anh chị cũng nhảy vô luôn rồi. Google vẫn rất mạnh. Facebook với YouTube thì cứ so trè miết. Yahoo thì giảm. Yahoo chắc chuẩn bị xuống đứng thứ 5 quá. Rồi thứ 6 luôn anh chị. Wikipedia lên đứng thứ 5. Baidu của Trung Quốc nè anh chị vô top 5 luôn, chỉ đó một công ty Trung Quốc được vô trong cái top truy cập này thôi. YouTube lên đứng thứ nhì luôn rồi, nhưng mà hai nền tảng này là cạnh tranh nhau rất là dữ dội nha. Tại Twitter cũng gán lết lên. Google bỏ những cái vị trí sau ngày càng xa ha. Anh chị thấy vượt qua 60 tỷ rồi, chuẩn bị vượt qua 80 tỷ luôn rồi. Năm 2019 rồi, tháng 12 anh chị. Rồi bây giờ qua tới năm 2020 luôn rồi. Cái số liệu này anh chị họ chưa không chơi tiếp. Tuy vậy thì chúng ta nhìn cái top website anh chị và những dịch vụ trực tuyến được truy cập nhiều nhất và được xem nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất thì năm 1993 cho đến năm 2000 America Online đứng thứ nhất và thời điểm nhiều nhất cho anh chị 405 triệu. Năm 2000 tới năm 2006 Yahoo anh chị thời điểm nhiều nhất cho anh chị 5,5 tỷ. Google anh chị là đứng thứ nhất giai đoạn năm 2006 tới năm 2008 8,3 tỷ. Tuy nhiên sau đó bị Yahoo chiếm 2 năm sau đó. Thời điểm cao nhất Yahoo thì lên tới gần 12 tỷ anh chị. Tuy nhiên từ thời điểm năm 2010 cho đến nay thì Google vẫn luôn luôn chiếm thứ nhất và đã lên vượt quá là 81 tỷ rồi anh chị, vượt quá 81 tỷ lượt rồi, chắc cũng sớm muộn gì cũng vượt qua 100 tỷ lượt thôi. À,
Như vậy thì cái gì tiếp theo đó anh chị, thì chúng ta thấy là cái tương lai của Facebook á, chúng ta thấy là toàn được dự báo tương lai của Facebook rồi Google vân vân, thì hiện nay những cái website này, những cái phần mềm này, những cái app này giống như của Facebook đó anh chị vẫn còn được sử dụng và truy cập nhiều nhất. Nhưng trong tương lai thì thật sự là cũng không biết là hàng nào anh chị, bởi vì giới cái thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng như thế này á, thì tương lai là một cái gì đó rất là bất định. Ví dụ như chúng ta thấy hiện nay Facebook của anh chị, YouTube lên Google lên đứng đầu, nhưng mà chúng ta thấy là TikTok đi chẳng hạn thì cũng đã chạy rất là nhanh. Nên không biết trên thế giới anh chị, nhất là hiện nay đã có nhiều những cái công nghệ mới, ví dụ giống như chúng ta thấy là blockchain những năm gần đây nói rất nhiều, nhưng mà blockchain bây giờ cũng đã bắt đầu là những cái gì đó bắt đầu hơi trũ rồi, mà đã chuyển sang những cái ví dụ như là chứng khoán điện tử hay là DeFi cho anh chị, nền kinh tế phi tập trung. Và sau này thì cũng chưa biết là nó còn những cái gì mới nữa. Thì clip này cũng hy vọng là giúp cho quý vị nhìn thấy được cái chuyển vọng tương lai của thế giới cho anh chị, nó đang ngày càng đổi mới rất là nhanh, thậm chí tôi thấy nó đổi mới là hàng ngày luôn á. Và chúng ta nếu mà chúng ta không làm mới kịp thì chúng ta có thể là đi hụt lùi. Tôi hy vọng là quý vị có thể theo dõi liên tục trên Kinh tế Cuộc Sống để mà cập nhật những cái thông tin thường xuyên hơn, và chúng tôi cũng cố gắng cập nhật cho quý vị những cái xu hướng mới nhất, cũng như xu hướng đầu tư, xu hướng kinh doanh, xu hướng kinh tế mới nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.